giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ca sĩ Thái Thùy Linh có động thái lạ sau khi gây tranh cãi vì ủng hộ thu danh hiệu của Hoài Linh. Sự việc tờ đơn xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh được rất nhiều người quan tâm. Anh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được nhận điều ý nghĩa này. Tuy nhiên, 30 năm cống hiến và cả danh hiệu đều bị đem ra bàn tán. Mới đây sau sự việc lên tiếng ủng hộ thu hồi danh hiệu, nếu như anh bốn làm sai, Thái Thùy Linh đã phải tạm đóng một bình luận vì nhiều tranh cãi. Trên trang cá nhân, Thái Thùy Linh đã tiếp tục bày tỏ câu chuyện mình từng nhà đang có thêm nhiều tài khoản lạ và các ý kiến trái chiều khiến cô phải tạm đóng bình luận. Tuy nhiên, giọng điệu của nữ ca sĩ khá thoải mái, không có gì quá lo lắng trước sự việc. Thái Thùy Linh cho hay, bị cư dân mạng tấn công dữ dội cơ đấy, đến nỗi phải khóa bình luận luôn cơ ạ. Ôi giờ ơi, có ai thương nàng không ạ? Hiện các bài viết của nữ ca sĩ cũng không còn khung comment xuất hiện, điều này nhằm hạn chế những người lạ dễ gây tranh cãi, chỉ tiếp những người thân hoặc các cá nhân có cùng quan điểm. Có lẽ lường trước được việc mình chia sẻ ủng hộ thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nếu Hoài Linh làm điều gì sai với pháp luật sẽ gây tranh cãi trong dư luận, tuy nhiên Thái Thùy Linh vẫn bật luôn chế độ công khai cho dòng trạng thái ấy. Khi được mọi người khuyên không nên vướng ồn ào vì rất dễ thị phi, nữ ca sĩ quan niệm rằng Linh đang sống đúng là một nghệ sĩ chị ạ, thị phi là việc của người thích thị phi, quân tử là việc của người có cốt cách quân tử. Ai sống thế nào mà thấy đúng thì cứ tiếp tục, Linh và chị đều vậy nha. Cho đến nay, phía nam danh hài không có bất cứ chia sẻ nào về tờ đơn gửi đến các cơ quan chức năng việc xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Anh chỉ buồn lòng khi có những người đang cố tình làm điều xấu với mình, cắt ghép tạo nên hình ảnh vay nợ vài tỷ đồng khiến khán giả hoang mang hơn. Hoài Linh bức xúc, trong sự việc này tôi có thể đúng, có thể sai. Nếu sai về mặt tình cảm, tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người. Còn nếu sai về luật pháp luật sẽ xử lý tôi. Nhưng tôi không chấp nhận những hành vi vu khống tôi như thế. Hơn mấy chục năm làm nghề, tôi không hiểu tôi đã làm gì để cho những người này buồn tôi. Và tới giờ này họ hành động như thế này với tôi. Hiện tại, việc có thu hồi danh hiệu hay không phụ thuộc vào cơ quan chức năng. Mọi thứ đều có quy định rõ ràng, nên việc trao tặng hay tịch thu đều phải được xử lý theo từng bước cụ thể. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.